Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh tổng hợp của chúng tôi. Trong bản tin ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh, vợ của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh sinh năm 1972, tốt nghiệp chuyên ngành chỉ huy Học viện Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 1997 tới nay thì chị là giảng viên khoa lý luận sáng tác chỉ huy. Chị đang là tổ trưởng của tổ chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh và nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải quen nhau từ thời sinh viên. Nhân dịp lớp của nghệ sĩ ưu tú Châu Anh tổ chức đi chơi đầu xuân ở Chùa Hương, thì Đỗ Thanh Hải là bạn học của nhạc sĩ Xuân Phương nên đi cùng. Sau đó thì cả hai đã chính thức quen nhau và bắt đầu tìm hiểu. Sau đó thì họ đã kết hôn vào thời điểm mà đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã bắt đầu thực hiện những bộ phim truyền hình đình đám như Xin Hãy Tin Em của Đề Dành, Phía Trước Là Bầu Trời. Còn nghệ sĩ ưu tú Châu Anh thì cũng đã nổi tiếng khi làm MC cho các chương trình của VTV. Về vợ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh cũng rất cân xứng với chồng cả về tài lẫn sắc. Chị tốt nghiệp chuyên ngành chỉ huy Học viện Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 1997 tới nay thì chị là giảng viên khoa lý luận sáng tác chỉ huy, là tổ trưởng của tổ chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhắc đến chị thì khán giả sẽ nghĩ đến một nữ nhạc trưởng, một nhà giáo tài năng. Ngoài ra thì nghệ sĩ ưu tú Châu Anh còn được mệnh danh là người phụ nữ không tuổi. Dù đã ở tuổi xấp xỉ 50 nhưng chị vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cùng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên Đặng Châu Anh và Đỗ Thanh Hải có sự cảm thông với nhau. Cả hai đã hiểu được tính chất công việc của nhau. Đặc biệt thì với nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh cũng là một người say mê với công việc. Vì thế nên gia đình của chị luôn phải thu xếp hợp lý để không đánh mất sự kết nối dành cho nhau. Ví dụ như khi chồng đạo diễn đi công tác dài ngày thì nghệ sĩ ưu tú Châu Anh sẽ thu xếp thời gian để cùng con vào chơi với chồng vài hôm. Tối hôm nào mà được về sớm thì cả gia đình sẽ dắt nhau đi dạo phố. Còn nếu mà con ngủ sớm thì hai vợ chồng sẽ trốn đi uống cà phê. Điều đặc biệt, hai vợ chồng Đỗ Thanh Hải cũng có một giao kèo ngầm về việc là không nhắc đến gia đình trên truyền thông. Họ muốn giữ một khoảng riêng tư nhất định cho tổ ấm của mình để không vướng phải những thị phi không đáng có. Hiếm hoi lắm thì nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh mới tiết lộ về chồng, nhưng chị hoàn toàn kiệm lời chia sẻ với báo VN Express. Vợ của đạo diễn nổi tiếng cho biết nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải là một người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.